Kinh Pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Utamange na vande hang sang khang cha du vi tho tamang sang khe yo khalito do so sang ho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa buddhaya anupāvena sadāsothi bhavantu te. Bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa dhammān anupāvena sadāsothi bhavantu te. Bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa sanghaya anupāvena sadāsothi Phật hoành tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Sô a thá la thô su kỳ tổ bồ tát nô hô bồ tát ca sa ne rô go su kỳ tổ hôi sa ha sa bê nha thi phi sa thá la tham Sư kỳ tạ vô rô na ha bôn thác sa sa ne a rô ga kỳ tạ hôi sa ha sa bê nha thi phi tê a tha la tha Sư kỳ tạ vô rô na ha bôn thác sa sa ne a rô ga Sư kỳ tạ hô tha sa ha sa bê Hị nha thi khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay. Nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kamang katap bang kiri yang mamaka yena waja manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sabbe phagi phawan tute ye tang katang suvidi tang ginang punya palang maya ye chata tanaja nanti dewa gantwa niveda yung sabbe lokam hi ye sata jiwanta harahe tuka manunyang fo chanang sabbe lafantu mamache tasati. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy thọ thích nhận phần phước Phật thật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Idano nhà tin năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yo Idang vô ta mê pu nhàn à sa wa kha yo wa hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe puratima yadisa yasata avera suhi hontu
nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu yapacha hontu anikha hontu dikha yuka hontu aroga hontu sampatihi samicchantu sukhi atanang pariharantu dukha patta chanit dukha faya patta ta chani phaya soka patta chani soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Ngày Nam Mô Bụt Thầy á, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên một ngôi nhà của chúng con. Con xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng, đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4 giờ 29 phút sáng giờ Việt Nam. Và không biết sư có rảnh tay, có mặt trước máy hay chưa. Và nếu có thì xin cho con một tín hiệu. Và con kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình Phật Pháp sáng nay. Dạ, con kính nhường mic lại cho sư, sa thú lành thay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai.
Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thiện Đức Tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 40, 41 nha. Thấy Sư Kim Nhung chát lên cái câu này, thấy nó đừng hơi bị phân tâm chút ha. Chúng ta học câu Phật ngôn 41 mà đọc thành ra 40 cũng lộn luôn. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathā Gato Lo Kutamo Sapagaru Hichet Thago Lo Kassasatha Chanadam Mokko Vido Vanda Mahant Tang Narapu Chanay Yakan. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sinh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thường giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ yá tá sa sát thu nô lô ca nó mạnh thá sa quý nà khá rô cô sáp bành nhu bút pháp bá thí phù thí sanh nhá tô hoành đà má hành tăng ná ra phù. Chá này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng, vạt màng, vô minh, phá tan làm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Phật quang, đảnh cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú gá tá xa xa quốc cô xếp khà chú ca mô quá thá thầm mát xếp khá cô niên đà bát sân xa đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tăng ná rá phù. Cha này giác cần tăng bảo thiên văn Phật đà tam học mong rõ đêm mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất thà ná tí giá tê chê, ná sách khà mê ê, tú quá khá năng tác xà, bí à nú phà quê, ná sách hát xà dê. Ná sách chạch tú, cầu xin tâm bảo uy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật danh hộ cho con học, đắc thành quả cao, nắp mô bút thà giác. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 41 ha. Hôm nay thì Sư Nhật Quỳnh bận công việc. Quý vị thông cảm ha. A chi rằng quá tách dần ca vô. A chi rằng quá ta dần ca vô. A chi rằng quá ta dần ca vô. Câu số 2. Ba thao quỳnh a thi xê xa tí. Ba thao quỳnh a thi xê xí. Ba thao quỳnh a thi xê xa tí. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này. A chi rằng quán tát dần ca vô bát thảo quỳnh a thi xê xa tí. A chi rằng quán tát dần ca vô bát thảo quỳnh a thi xê xa tí. A chi rằng quán tát dần ca vô bát thảo quỳnh a thi xê xa tí. Bây giờ câu 3, câu 4. Chút thổ áp bề ta quỳnh nhà nô. Chút thổ áp bề ta quỳnh nhà nô. Chút thổ áp bề ta quỳnh nhà nô. Câu 4. Ni ra thần quá ca linh gá rằng. Ni ra thần quá cá linh gá rằng. Ni ra thần quá cá linh gá rằng. Chữ thân này nó rời với chữ quá chứ không có dính liền.
À, quý vị thông cảm ha, để chúng tôi sửa lại sao. Người nhà đọc rất là sửa sao ha. Chút thổ áp bề ta quỳnh nhà nô ni rát thằng quá cá linh gá rằng. Chút thổ áp bề ta quỳnh nhà nô ni rát thằng quá cá linh gá rằng. Chút thổ áp bề ta quỳnh nhà nô ni rát thằng quá cá linh gá rằng. Rồi bây giờ quý vị chờ một tí, chúng tôi sửa lại đi. Chứ còn nếu mà đọc như thế này rồi, tại sao kỳ lắm ha. Chỉ thân nó rời ra chứ không có dính. Rồi bây giờ quý vị thấy nè, ni rát thằng quá cá linh gá răng ha, câu cuối. Bây giờ chúng tôi ôn lại. A chi răng quá ta dần ta vô ba tha quỳnh a thi sê sa thi chút thổ a bề ta quỳnh nhà nô ni rát thằng quá cá linh gá răng. Đọc lại ha. À, bây giờ coi như sửa lại chưa. Rồi a chi rằng quá ta dần ca vô quá tha quỳnh a thi sê sa thi chút thổ a bề ta quỳnh nhà nô ni rát thằng quá cá linh gá rằng. A chi rằng quá ta dần ca vô ba tha quỳnh a thi sê sa thi chút thổ a bề ta quỳnh nhà nô ni rát thằng quá cá linh gá rằng. Câu này chỉ có một cách đọc, tức là chúng ta phải cố gắng do hơi sức của mình mà đọc một hơi, và chúng ta thấy là cũng dễ đọc chứ không có khó ha. Cuối câu số 2 đó là đoạn ngầm, cho nên chúng ta không dừng lại được mà phải đọc thẳng một hơi. Ai có hơi dài thì chúng ta thấy rằng còn trường thọ ha. Ai mà hơi ngắn thì nên liệu sức của mình mà dừng lại nơi trường âm ha. Rồi chỉ có một cách đọc ha, chứ không được dừng lại nơi cuối câu số 2. Rồi ôn lại lần nữa. A chi rằng quá ta dần ta vô bá tha quỳnh a thi sê sa thi chút thổ a bề tha quỳnh nhà nô ni rát thằng quá cá linh gá răng. Đây là một cái bài kệ đồng tâm, tức là chư tăng mà khi mà đi tụng kinh cầu siêu á, hoặc là đi vô trong nhà xác để coi như là tụng kinh, quán tưởng những cái tử thi, những người mà họ lìa đời, thì sẽ đọc cái bài kinh này, tức là không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất vì vắt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng, tức là cánh vật trí chi hù dọa gì, con người trước sau cũng phải chết chứ, không lẽ sống hoài sao? Thì bây giờ trước khi chết á thì mình phải có một sự kinh cảm, mình nhìn thấy người ta coi như hấp hối, thấy người ta bị bệnh thì mình phải suy nghĩ lại bản thân của mình, không bao lâu sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Thì mình nhìn người ta quán tưởng là gì? Một sự suy xét, thấy cái thân kia và nghĩ tưởng đến cái thân này, chứ đâu phải là hù dọa. Chứ đó là sự thật. Cho nên bài này là một cái bài mà coi như bài kệ
để mà có một cái sự kinh cảm, có một cái sự rung động, có một cái sự coi như là để quán về cái bất tịnh của cái thân xác mà trước sau chúng ta cũng phải chết. Thì mình khi mà có quán như vậy á, mình mới cảm thấy cái tâm của mình nó vững chắc nhé. Bây giờ bám víu vào vật chất, bám víu lợi chúng ta đem theo được không? Một ngày nào đó chúng ta cũng phải nằm xuống. Thôi bây giờ đọc kinh khó quá, thôi đọc kệ đi. Khi mà chúng ta ngâm nga, chúng ta ca kệ, rồi nó nhập tâm, rồi chúng ta nhìn một cái quan tài đi ngang qua, rồi mình nghĩ mình một ngày nào đó cũng lên xe hoa giống như người ta vậy, thì mình cũng không có buồn phiền gì hết ha. Rồi kệ ha. A chi răng qua ta dân ca vô bà tha quyên á thì sen xa thì chú thu á bé ta quy nhà nô ni ra thăng quá ca lên ga rằng a chi răng qua ta dân ca vô bà tha quyên á thì sen xa thì chú thu á bé ta quy nhà nô ni ra thăng quá ca lên ga rằng a chi răng qua ta dân ca vô bà tha quyên á thì sen xa tìm chú thu á bé ta quy nhà nô ni ra thăng quá ca lên ga rằng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Rồi bây giờ mời Sít Mê Ta, Sít Kim nè. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin trả bài câu pháp cú số 41. A chi rằng qua ta dằn ca vô bát tha quỳnh a thi xét sa ti chút thô a bê ta quỳnh nhà nô ni rắc thăng qua ca linh ga rằng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. A chi là hai đoạn âm răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá tá hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca vô hai trường âm thông thường. Bá thá hai đoạn âm, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á thí hai đoạn âm, xét trường âm nhấn. Xá tí hai đoạn âm. A chi rằng quá ta dằng ca vô bá tha quỳnh a thi xét sa ti. Và con phân tích câu 3 và câu 4. Chút trường âm nhấn, thô trường âm thông thường. Á đoạn âm, b trường âm thông thường. Tá đoạn âm, quỳnh trường âm nhấn. Nha nô hai trường âm thông thường. Ní đoạn âm, rách trường âm nhấn. Thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá cá hai đoạn âm, linh trường âm nhấn. Gá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chút thô a bê ta quỳnh nhà nô ni rắc thăng quá cá linh gá răng. Con đọc lại hết bài. A chi rằng quá ta dằn ca vô bát tha quỳnh a thi xét sa ti chút thô a bề ta quỳnh nhà nô ni rắc thăng quá ca linh ga răng. A chi rằng quá ta dằn ca vô bát tha quỳnh a thi xét sa ti chút thô a bề ta quỳnh nhà nô ni rắc thăng quá ca linh ga răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng,
Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A chi răng qua ta văn ca vô ba tha huynh an thị xét xa tì chuột thô a bê ta huynh nha nô ni ra thăng quá ca linh ra rằng. Dạ, con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỷ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư và các cô tu nữ, quý vị Phật tử. Sư con đâu có nói sư dọ sợ chết đâu, chết sao cũng chết. Sư dọ bài này phải đọc luôn một lần, không có ngừng được câu số 2. Khó. Trời ơi, để sư giỏi ngắn ngủi vậy, họ đọc dễ dàng. Thấy cô Mít Tà không? Già 80 tuổi đọc ngon lành luôn. Sư dọ là sư dọ, đọc một lần đứt bóng đứt hơi vậy đó. Chết cũng chết, sao cũng chết. Nhưng mà sư dọ đọc khó, lần nào cũng câu này khó chỗ này, câu này khó chỗ kia. Ớn quá sư ơi, nghe ớn. Thôi con trả bài cho rồi, để sư nói chuyện nghiệt quá, trả bài cho rồi đi. Thôi con trả bài. Dạ con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 41. A chi rằng quá ta dằn khà dồ khóa ta huỳnh A chi sắc sa ti chúc thồ A thề ta huỳnh nhà nồ ni rắc thằng quá ca linh ca rằng. A chi rằng quá ta dằn khà dồ khóa ta huỳnh A chi sắc sa ti chúc thồ A thề ta huỳnh nhà nồ ni rắc thằng quá ca linh ca rằng. Phân tích câu 1 và 2. Á chí hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kha vô hai trường âm thông thường. Câu phân tích câu số 2. Bá thá hai đoạn âm, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thí hai đoạn âm, sex trường âm nhắn, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. A chí rằng quá ta dằn khà dồ phá ta huỳnh A ti sát sa ti chúc thồ A thề ta huỳnh nhà nồ ni rắc thằng quá ca linh ca rằng. A chí rằng quá ta dằn khà dồ phá ta huỳnh A ti sát sa ti chúc thồ A thề ta huỳnh nhà nồ ni rắc thằng quá ca linh ga rằng. Phân tích câu số 3. Chúc trường âm nhắn, thô trường âm thông thường, á đoạn âm, bê trường âm thông thường, tá đoạn âm, huynh trường âm nhắn, nha nô trường hai trường âm thông thường. Câu cúng cùi hai câu cuối cùng, ní đoạn âm, rắc trường âm nhắn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá cá hai đoạn âm, linh trường âm nhắn, gá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Chúc thồ áp hề ta huỳnh nhà nồ ni rắc thằng quá ca linh ga răng. A chi rằng quá ta dằn khà dồ phá ta huỳnh A ti sát sa ti chúc thồ A tề ta huỳnh nhà nồ ni rắc thằng quá ca linh ga rằng. A chi rằng quá ta dằn khà dồ phá ta huỳnh A ti sát sa ti chúc thồ A tề ta huỳnh nhà nồ ni rắc thằng quá ca linh ga rằng. A chi răng qua ta văn khá vô phà ta huynh á thi sạc xa tê trục thô áp đê ta huynh nhá nô nì rắc thăm qua khá linh gá răng.
chi răng qua ta văn khá vô bà ta huynh na thi sát sa ti chục thô a tê ta huynh nhà nô ni rắc thâm qua khá linh gá răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cơ, dồn vô, thấy chưa? Ba cái bông hoa hướng dương vàng khe luôn của sư. Như vậy con không có chuyện gì chấp chắc cái sư không sư? Đó, coi phe ta kìa. Con mít tà vỗ hai tay bẹp bẹp luôn. Hồng thì Kim Nhung vỗ tay bẹp bẹp luôn. Còn ai vỗ tay vỗ chân á? Hồng thì Kim Nhung vỗ tay hai lần luôn. Cho bông, cho hoa, cho nước uống tùm lum tùm la luôn, cho mập thay luôn. Dạ, con cảm sư và quý vị đã tặng bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân cho nó vui. Con xin mời quý vị kế tiếp, hình như Hồng Thị Kim Dung phải không? Không thấy đó, không phải thì người khác. Rồi, con nghe vui lắm. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc Cô Pháp Cú số 41. A chi răng wa ta yang ka yo pa ta wing a ti set sa ti chut tho a pe ta wing nya no ni rat thang wa ka ling ga răng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. A chi hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, wa ta hai đoạn âm, yang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca vô hai trường âm thông thường, thá thá hai đoạn âm, nguyên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thí hai đoạn âm, xét trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, a chi răng qua ta yang ca vô pa ta nguyên a thí xét xá tí. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Chút trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, á trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá cá hai đoạn âm, linh trường âm nhấn, gá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin hỏi là đạo tràng đã nghe lại được con chưa ạ? Dạ con xin phân tích lại câu 3, câu 4. Chút trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, á đoạn âm, t trường âm thông thường, tá đoạn âm, huynh trường âm nhấn, nha nô hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, rát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá cá hai đoạn âm, linh trường âm nhấn, gá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chút thô a phê ta huynh nhà nô ni rát thăng quá cá linh gá răng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 41. A chi răng qua ta yang ca yo pa ta quỳnh a ti set sa ti chút thô a pe ta quỳnh nhà nô ni rát thăng qua ca linh ga răng. A ha chi răng qua ta yang ca yo pa ta quỳnh a ha ti set sa ti chút tho a phê ta huynh nhà nô ni ra thăng hoa ca linh ga răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Alo ạ. Nam mô Bụt Tha giả, Nam mô Tham ma giả, Nam mô Sang kha giả,
Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Đàn cho kính hiệu nghe rõ, con xin đọc bài. Thông số 21 ạ. A chi rằng qua ta rằng cà dô ba tha quỳnh a thi sa sa ti chút thổ a pê ta quỳnh nhà nô ni rát thằng qua ca linh ga rằng a chi rằng qua ta rằng cà dô ba tha quỳnh a thi sa sa ti chút thổ a pê ta quỳnh nhà nô ni rát thằng quắc ca linh ga rằng lâu này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô như vô dụng là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích ạ. Á chí là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá là hai đoạn âm, giăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca vô là hai trường âm thông, bá là hai đoạn âm, huynh là trường âm đâm, á thí là hai đoạn âm, ses là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. A chi rằng qua ta dằng cà dô ba tha quỳnh a thi sa sa tí, chút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, b là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, quynh là trường âm nhấn, nha, nô là hai trường âm thông thường, ní là âm là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá, cá là hai đoạn âm, linh là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chút thô áp bê ta quỳnh nhà nô ni rát thăng quá ca linh gá răng. A chi rằng qua ta dằng cà dô ba tha quỳnh a thi sa sa ti chút thô a bê ta quỳnh nhà nô ni rát thăng qua ca linh ga răng. Con xin kể. A chi rằng qua ta dằng cà dô ba tha quỳnh a thi sa sa ti chút thô a pê ta quỳnh nhà nô ni ra thăng qua ca linh ga răng. A chi răng qua ta dăng ca vô ba tha quỳnh a thì sẽ xa ti chút thô a pê ta quỳnh nhà nô ni ra thăng qua ca linh ga răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp, con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Thân mời Hồng Mai. Dạ, con kính bên lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính dưỡng lễ sư Trí Đức. À, quý chư tăng, kính mong lễ cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 41. Ai chi rằng qua ta dằng cà dô ba tha quỳnh a thi sa sa ti chút thô a pê ta quỳnh nhà nô ni rát thăng qua ca linh ga răng. Ai chi rằng qua ta dằng cà dô ba tha quỳnh a thi sa sa ti chút thô áp bê ta quỳnh nhà nô ni rát thăng qua ca linh ga răng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á chí hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca vô hai trường âm thông thường, tá thá hai đoạn âm, quyên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thí hai đoạn âm, xét trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Á chi rằng qua ta dằng cà dô ba tha quỳnh á thi xét xá tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Chút trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, á đoạn âm, vê trường âm thông thường, tá đoạn âm, quyên trường âm nhấn,
nha, nô, hai trường âm thông thường, ní, đoạn âm, ráp, trường âm nhấn, thăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá, cá, hai đoạn âm, linh, trường âm nhấn, giá, đoạn âm, răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chút thô áp đề ta huyền nhà nô ní ráp thăng quá cá linh giá răng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 41. A chi rằng quá ta dần cà dô bá tha quyền a thi sa sa ti chút thô áp đề ta quyền nhà nô ni thằng quá ca linh ga rằng. A chi rằng quá ta dần cà dô bá tha quyền a thi sa sa ti chút thô áp đề ta quyền nhà nô ni rắc thằng quá ca linh ga rằng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ. A chi răng quá ta văn ca vô ba tha viên á thì sẽ xa tì chụt thô áp tê ta viên nha nô ni đáp thăng hoa cà linh nha răng. A chi răng quá ta văn ca vô ba tha viên á thì sẽ xa tì chút thô áp bê ta viên nha nô ni đáp thăng hoa cà linh nha răng. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai xin sư trí đức chỉnh sửa dùm, xin đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, cảm ơn quan tâm đã post bài. Dạ, con xin xuống mic, xin mời vị xin mời the man. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Đành Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin kính lễ quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 41. Achirang Vatayang Kayo Vatavinh Atisatichutho Abedavinh Nyano Nirathang Vakalingarang. A chi rằng bát ta dằn cà dô bát ta vinh a thi sét sát tí. A chí là hai đoạn âm, rằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vá tá là hai đoạn âm, dằn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cà dô là hai trường âm thông thường. Bá thá là hai đoạn âm, vinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á thí là hai đoạn âm, sét trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Chút thô áp bê ta vinh nha nô ni rắc thăng ba ca linh gá răng. Chút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường. Á là đoạn âm, bê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, vinh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, nô là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá cá là hai đoạn âm, linh là trường âm thông nhấn, gá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại nguyên bài. A chi rằng bá ta dằn ca dô bá ta vinh a thi sét sa ti chút thô a bê ta vinh nha nô ni rắp thăng vá ca linh gá răng. Dạ, con xin đọc cái giọng kinh thôi. A chi rằng ba ta dặn cà vô ba ta vinh a thi sen sa ti chuẩn tu a bê ta vinh nha nô ni ran thăng và cà linh ga rằng. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vui. A chi răng va ta văng ca vô ba ta vinh á thì xét xa ti chuẩn thổ a bê ta vinh nha nô ni ra thăng va ca linh ga răng. Dạ, con có sai chỗ nào xin quý vị trong lớp sửa bài dùm cho con. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp. Dạ, con xin hết.
Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 41. A chi đằng quá ta dằng ca yô phát ta huyền a thi sê sa ti chú thù a bê ta huyền nhà nô ni ra thăng quá ca ca linh ga răng. A chi đằng quá ta dằng ca yô phát ta huyền a thi sê sa ti chú thù a bê ta huyền nhà nô ni ra thăng quá ca linh ga răng. Phân tích câu 1 và 2. A chi đằng quá ta dằng ca yô phát tha quyền a thi sê sa ti a chi hai động âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá hai động âm dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca trường âm thông, ca yô hai trường âm thông thường, phát tha hai động âm nguyên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a thi hai động âm sét trường âm nhấn, sát tiết hai động âm. A chi đằng quá ta dằng ca yô phát tha quyền a thi sét sát tiết. Câu 3 và 4. Chút thù a bê ta quyền nhà nô ni rắc thăng quá khá linh đã răng. Chút trường âm nhấn, thù a hai động âm, bê trường âm thông thường, tá động âm, quyền trường âm nhấn, nhà nô hai trường âm thông thường, ni động âm, rát trường âm nhẫn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá khá hai động âm, liên trường âm nhẫn, gá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chút thù áp về tất huynh nhà nô ni rát thân quá khá liên gá răng, á chí răng quá tất dân khá dù khá thất huynh á thí xếp xá tí, chút thù áp về tất huynh nhà nô ni rát thân quá khá liên gá răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A chỉ răng hoa tà dân khá vô, phá thao viên đa thì xến xa đi, chủ thô a phê thà huyên nha nô, đi răng thăng hoa thà linh gá răng. A chi đăng hoa ta dăng kha yô phan tha huy na thi sen sa ti chun thu a phê ta huy nha nô ni răn thăng hoa kha linh ga răng. Dạ thưa con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, không có sai sửa giúp cho con kính mời vị kế tiếp cô Quang Thanh. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Và con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Trăng hiện diện trong đạo tràng. Và con kính lễ quý bà của cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 40. Dạ con kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang. Dạ con xin đọc bài câu 41. A chi rằng quá ta yang ca ro ba tha quỳnh a thi sê sa ti chun chút thô a bê ta vinh nhà nô ni rát thằng quá ca linh ga rằng. A chi rằng quá ta yang ca ro ba thi quỳnh a thi sết sa chun a cha a chi rằng quá ta rằng ca ro ba tha quỳnh a thi sết sa ti chun thô a bê ta vinh nhô ta vinh nhà nô ni rát thằng quá ca linh ga rằng. Câu 1 và câu 2. A chi rằng quá ta yang ca ro pa tha quỳnh a thi sết sa ti. Á là đoạn âm, á chí là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Quá tá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca rô là hai đoạn. Bá là đoạn âm, bá thá là hai đoạn âm, quynh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á thí là hai đoạn âm, xét là trường âm nhấn, xét là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Chun chút thô á bê ta vinh nhà nô ni rát thăng quá ca linh ga răng. Chút là trường âm nhấn, thô là trường âm, á là đoạn âm, b là trường âm thông thường, ta là đoạn âm, vinh là trường âm đọc theo giọng, vinh là trường âm nhấn, nan, nô là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là đoạn âm, cá là đoạn âm, linh là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đã, con xin đọc lại toàn bài. A chi yang qua ta yang ca ro ba tha quỳnh a ti set sa ti chun tho a bê ta vinh nhà nô ni rát thằng qua ca linh ga răng. Không bao lâu thân này sẽ bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng của thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Chi răng qua ta giang ca yô ba tha quy nga a thín sa ti chút thô a pê ta vinh nha nô ni ra thăng qua ca linh ga răng. A cha răng qua ta răng ca rô ba tha rây nga thì xét ta ti chùn thô a pê ta vinh nha nô ni ra thăng qua ca linh ga răng. Dạ con đã đọc và kể xong, còn có sai thì mong ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ, con xin kính mời vị ký tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tại Duyên. Dạ, alo, alo ạ.
Dạ, kính đảnh Pháp Trang. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, kính chào các anh chị mới vào đạo tràng. Dạ, con không thấy ai giơ tay. Dạ, con cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con kính mời sư Pháp Trang cho đạo tràng cùng hoan hỷ ấm áp hơn ạ. Dạ, con kính mời ạ. Hồng Mai đọc bài chưa Hồng Mai? Dạ, con kính mời sư Pháp Trang ạ. Là một bậc thầy giả, không biết quý vị có nghe rõ không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin hành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con hành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Chúng con xin được đọc câu Pháp Cú. Câu Pháp Cú số 41. Như khúc cây vô dụng và bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ mời quý vị kế tiếp để lên bài. Bây giờ xin gửi mic lại cho quý vị. Nam mô Phật Thầy. Con cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, giờ con kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Dạ, con kính mời quý cô lên đọc và kể mát. Dạ, con đã thấy cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con kính dâng mic đến cô ạ. Dạ, sa thú lần hai. Cảm ơn Kim Nhung. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ ngài Chí Đức Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý tu nữ, thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin nhỏ hả? Alo 1 2 3 4 1 2 3 4, nghe rõ chưa? Alo, chắc hơi nhỏ chứ nghe được. Hết nghe. Tại chưa đọc lấy đầu nghe. Bây giờ Kim Nhung bắt bài giùm cô đi. Bắt bài lên giùm cô đi. Kim Nhung có nghe rõ không? Bắt bài lên chứ. Bài chạy qua mất tiêu rồi. Alo, bắt bài giùm Kim Nhung ơi. Kim Nhung bắt bài lên giùm cô đi chứ, cái bài nó chạy qua rồi cô kéo xuống không được.
Rồi rồi rồi, cảm ơn. Rồi bây giờ đại duyên xin đọc kinh Pháp Cú số 41. Achirang watayang kayo batawin ati sa sa ti chutho abe tawin nya no ratang wakaling garang. Achirang watayang kayo batawin ita ati sa ati sa sa ti chutho abe tawin nya no ni ratang wakaling garang. A chi là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca trường âm thông thường, vô trường âm thông thường, bá thá hai đoạn âm, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thí hai đoạn âm, xét trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Đoạn 3 và 4. Chút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, á b là trường âm thông thường, vinh là trường âm nhấn, nhà nô hai trường âm thông thường. Đoạn 4, ní là đoạn âm, rác là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, cá là đoạn âm, linh là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Achi răng quá tá răng ca vô bá thọ quỳnh a thi sê sa ti chút thô a bê tá quỳnh nhà ni ra thăng hoặc ca linh ga răng. Achi răng quá tá răng ca vô bà tha huynh a thì sẽ muốn sao kìa. À, tự nhiên xin đọc lại. À, chi răng qua ta văn ca vô bà tha huynh a thì sẽ ra đi chư thô a bê ta huynh nhà nô ni ra thăng qua cả linh ca răng a chi răng qua chân ca vô ba tha huynh a thì sẽ ra đi chùa a bê ta huynh nhà nô ni ra thăng qua cả linh ca răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên mặt đất, ở trên đất không. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vất bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã kệ và phân tích. À, nếu có sai, xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Mới vô cho nên đường truyền nó trục trặc nên nó bị phân tâm một chút. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của cô Phúc Hạnh. Dạ, kính mời cô ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang.
Con thành kính đảnh lễ sư Đại Đức Tuệ Đức. Đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào đạo tràng. Sau nay con xin đọc câu pháp cú số 41 ạ. A chi rằng quá ta dần cà dồ ba tha vinh a thi sa tí chút thồ a bê ta vinh nhà nồ ní ráp thằng quá cá linh gá răng. A chi rằng quá ta dần cà dồ ba tha vinh a thi sa tí chút thồ áp ta vinh nhà nồ ni ra thằng vác cá linh gá răng. A chi rằng vác ta dần cà dồ bát thác vinh á khí xế xá tí. Á là á chí là hai đoạn âm. Răng là trường âm thông thường. Quá tá là hai đoạn âm. Dân là trường âm thông thường. Răng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Con nhầm ạ. Quá tá là hai đoạn âm. Dân là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Ca vô là hai trường âm thông thường. Bá là đoạn. Bá thá là hai đoạn âm. Nên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á thí là hai đoạn âm. Xét là trường âm nhấn. Xá tí là hai đoạn âm. Câu 3 là câu 4 ạ. Chút là trường âm nhấn. Thô là trường âm thông thường. Á là đoạn âm. B là trường âm thông thường. Tá là đoạn âm. Vinh là trường âm nhấn. Nha nô là hai trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Rát là trường âm nhấn. Thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá cá là hai đoạn âm. Ninh là trường âm nhấn. Gá là đoạn âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A chi rằng quá ta dần cà dồ ba tha vinh a thi sê sa tí chút thồ a bề ta vinh nhà nồ ni ráp thần và cá linh gá răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin cỡ. Ariyang va ta yang ka yo ba tha vina ti se sa ti chu tho a be ta vinya no ni ra thang va kalin ga rang. Dạ con đã đọc và phân tích kệ xong rồi. Dạ con có sai xin sai xin chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa ạ. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, sư Tự Đức. Kính chào quý sư cô tôn nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài câu pháp cú số 41. A chi rằng quá ta dần cà dồ pa tha huỳnh a thi sát sa ti chút thồ a pề ta huỳnh nhà nồ ni ráp thằng quá ca linh gá rằng. A chi rằng quá ta dần cà dồ pa tha huỳnh a thi sát sa ti chút thồ a pề ta huỳnh nhà nồ ni ráp thằng quá ca linh gá rằng. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. A chi rằng quá ta dần cà dồ pa tha huỳnh a thi sát sa ti
Á là đoạn âm, chí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá là hai đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca vô là hai trường âm thông thường, thá, thá là hai đoạn âm, nguyên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thí là hai đoạn âm, xét là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Á chí răng quá tá văn ca vô pa tá nguyên á thí xét xá tí. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Chút thô át tê tá huynh nhà nô ni rách thẳng quá cá linh gá răng. Chút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, huynh là trường âm nhấn, nhà nô là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rách là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá cá là hai đoạn âm, linh là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại từ đầu. A chi răng quá ta dằn ca yô pa ta quyền a thi xét sa ti chút thô a pê ta quyền nhà nô ni rách thằng quá ca linh gá răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. A chi răng quá ta dân ca yô pa tha quyên a thi sẽ xa ti chút thô a pê ta quyên nhà nô ni ra thăng quá ca linh ga răng. A chi răng quá ta dân ca yô pa tha quyên a thi sẽ xa ti chút thô a pê ta quyên nhà nô ni ra thăng quá ca linh ga răng. Dạ con xin hết, nếu con quay xin sư và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời vị kế tiếp, dạ con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, Đạo Tràng, dạ, con cảm ơn Đạo Tràng cho con biết được âm thanh. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhà con được xin được đọc câu vật Pháp Cú số 41. A chi răng quá ta dằn cà dồ ba tha quyền a thi xét xá tí chút thổ a bề ta vinh nhà nô ni rắc thành quá ca lìn gá răng. A chi răng quá ta dằn cà dồ ba tha quyền a thi xét xá tí chút thô a bề ta vinh nhà nô ni rách thành va ca linh ga rằng. Dạ con xin được phân tích. Á chí hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo dạng nguyên âm, va tá hai đoạn âm, văn đọc theo dạng nguyên âm, ca vô hai trường âm thông thường, ba thá hai đoạn âm, vinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thí hai đoạn âm, xét trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, chút trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, á đoạn âm, b trường âm thông thường, tá đoạn âm, vinh trường âm nhấn, nha nô hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, rát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo dạng nguyên âm, vá cá hai đoạn âm, linh
trường âm nhắn giá đoạn âm răng trường âm đọc theo dòng nguyên âm a chi răng qua ta dằng ca dô bát tha quỳnh a thi sát sát tí chút thổ a bề ta bình nhà nồ ni rắc thành và ca linh giá răng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô như khúc cây vô dụng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. À chỉ răng qua tạc dẫn ca vô ba thô bình a thì xét xa tìm chút thổ a bê ta bình nhà nô ni rắc thăng qua ca linh ga sân a chỉ qua ta dẫn ca vô ba tha vinh a thì xét xa tìm chút thổ a bê ta bình nhà nô ni rắc thăng qua ca linh ga răng. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con có sai con kính xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ alo, alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức mới vào đạo tràng. Dạ con kính thưa sư. Dạ thưa sư, sư con thỉnh sư lên đọc ạ. Dạ có quý sư quý cô tu nữ đọc hiện đạo tràng, chúng con sẽ hoan rất hoan hỉ. Dạ con đã thấy sư. Dạ con kính dâng mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Quốc Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu số 41 ạ. Achirang vatayang kayo pathawin athisesati chutho ape tawinyano nirathang vakalin garang. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Dạ, đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin kể ạ. A chi răng qua ta dân ca vô ba ta quên a thi sẽ xa ti chút thó a bê ta quên nhà nô ni ra tăng qua ca linh ga răng. A chi răng qua ta dân ca vô ba ta quên a thi sẽ xa ti chút thó a bê ta quên nhà nô ni ra thắng và ca lên gà răng. A chi răng và ta dăng ca vô và ta quên a thi sẽ xa ti chúa thó a bé ta quên nhà nô ni ra thắng và ca lên gà răng. Dạ con xin hát, con xin xuống mất. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con rất là hoan hỉ khi nghe giọng kệ của sư ạ. Dạ thấy có hạnh kiểm này, hạnh kiểm chưa có lên trả bài này hạnh không. Dạ có xích duyên nữa này, mời xích duyên này, mời xích hạnh kiểm, mời xích hà nữa nha. Dạ mời chiếc lá mùa xuân, xin mời ạ. Dạ xin mời.
Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 41. A chê đằng qua ta dằn cà dồ phá ta quỳnh a phí xét sách. Ê, con đọc sai, con đọc lại. A chia rằng qua ta dằng cà dồ ba tha quỳnh a thi xét sa ti chút thổ a bệ ta quỳnh nhà nô ni trách thằng qua ca linh gác rằng. A chia rằng qua ta dằng cà dồ ba tha quỳnh a thi xét sa ti chút thổ a bệ ta quỳnh nhà nô ni trách thằng qua ca linh gác rằng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Á chí hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá tá hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca vô hai trường âm thông thường. Bá thá ai đoạn âm, quỳnh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á thí hai đoạn âm, xét trường âm nhấn. Xá tí hai đoạn âm. A chia rằng qua ta dằn cà dù ba tha quỳnh a thi xét sa ti. Con đọc, con phân tích tiếp câu 3, câu 4. Chút trường âm nhấn, thô trường âm thông thường. Á đoạn âm, b trường âm thông thường, tá đoạn âm. Quỳnh trường âm nhấn, nhà bộ, nhà nô hai trường âm thông thường. Ní đoạn âm, đáp trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá cá hai đoạn âm, linh trường âm nhấn, gá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A chia rằng qua ta dằn cà dồ ba tha quỳnh a thi xét sa ti chút thổ a bệ ta quỳnh nhà nô a ni đắc thằng qua ca linh gá đằng. Dạ, con xin kệ. A chi đăng qua ta dăng ca dô ba tha quên a thi sẽ sa tì chân thô a bê ta quên nhà nô nê đa thăng qua ca linh ga đăng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đọc và dạ, con phân tích và kể xong ạ. À. Dạ, con kính xin quý sư có chỗ nào sai, con kính xin quý sư, quý cô tu nữ, quý đạo hữu sửa giúp con. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Thầm Mà, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ, dạ, con kính đảnh lại Ngài Tri Đức, Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Con xin trả bài. A chi rằng quá ta dằn thà dồ ba tha quỳnh a thi xét sa ti chút thổ a bề ta quỳnh nhà nô ni ra thằng qua ca linh ga rằng. A chít tằng qua ta dằn khà dồ ba tha quỳnh a thi xét sa tí chút thổ a tề ta quỳnh nhà nô ni ra thằng qua ra linh. Dạ, con xin đọc lại. Ni ra thằng qua ca linh ga rằng. A chít tăng quá ta dằn khà rồ ba thi quỳnh a chít sa ti chút thổ a bề ta quỳnh nhà nô a nít ra thằng quá ca đình ga rằng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. A chí hai đoạn âm, răng trường âm thông thường. Quá tá hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca trường âm thông, ca vô hai trường âm thông thường. Bá đoạn âm, thá đoạn âm, quân trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
á đoạn á thí đoạn âm sa trường âm nhấn xá đoạn âm xá tí hai đoạn âm chút trường âm nhấn thô trường âm thông thường á đoạn âm đê trường âm thông thường tá đoạn âm huynh trường âm nhấn ná nha trường âm thông thường nha no hai trường âm thông thường ní đoạn âm rát trường âm nhấn thân trường âm đập theo giọng nguyên âm quá đoạn âm cá đoạn âm linh trường âm nhấn gá đoạn âm răng trường âm đập theo giọng nguyên âm a chi rằng quá ta dần khai dồ ba tha quần a ti sa sa ti chút thổ a bề ta quần nhà nô ni ra thần quá ca linh gia rằng. Dạ con xin kể a chi wa a chi a chi rằng quá ta dần khai dồ ba tha quần a thi sa sa ti chú a bê ta quân nhà nô ni ra ni ra thăng quá ca linh gà rằng. Dạ con nghe đọc xong con có sai xin ngài vào trong chính sứ và con xin trao mất con. Dạ con xin đảnh lễ sư Chí Đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 41. A chi rằng quá ta dần cà dồ ba tha quỳnh a thi sệ a thi sát sát ti chút thồ a bề ta quỳnh nhà nồ ni rách thằng quá ca lình gá rằng. A chi rằng quá ta dần cà dồ ba tha quỳnh a thi sát sát tí a chi là hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá hai đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca vô hai trường âm thông thường, bá thá hai đoạn âm, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thí là hai đoạn âm, xét trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. A chi rằng quá ta dần cà dồ bá tha quỳnh a thi sát sa ti chút thồ a bề ta quỳnh nhà nồ ni rách thằng quá cá liền gá rằng chút là trường âm nhấn thồ trường âm thông thường a đoạn âm b trường âm thông thường tá đoạn âm quỳnh trường âm nhấn nhà nô hai trường âm thông thường ní đoạn âm rát trường âm nhấn thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quá cá hai đoạn âm linh trường âm nhấn gá đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm a chi rằng quá ta dần cà dồ bá tha quỳnh a thi sát sa ti chút thồ a bề ta quỳnh nhà nô ní rát thằng quá cá linh gá rằng. A chi rằng quá ta dần cà dồ bá tha quỳnh a thi sát sa ti chút thồ a bề tha quỳnh nhà nồ ni rát thằng quá ca linh gá rằng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vất bỏ vô thức như khúc cây vô dụng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo ạ. Xin mời, trời ơi, thấy Giang Nhật Hạ núp lùm hoài, trời ơi, là người cuối cùng. Dạ, xin mời Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tư nữ, con kính chào thần thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú số 41 ngày hôm nay ạ. A chi rằng quá ta dần cà dồ bá tha quỳnh a thi sát sa ti chút thồ a bề ta quỳnh nhà nô ni rát thằng quá ca liền gá rằng.
A chi rằng quá ta dằn cà dồ bá tha quỳnh a thi sát sát tí chút thổ á bề ta quỳnh nhà nồ ni rách thằng quá cá liền gá răng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Á chí là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá là hai đoạn, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca vô là hai trường âm thông thường, bá thá là nguyên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á thí là hai đoạn âm, xét là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. A chi rằng quá ta dằn cà dồ bá tha quỳnh a thi xét xá tí. Và câu số 3 và câu số 4. Chút thồ á bề ta quỳnh nhà nồ ni rắc thằng quá cá liền gá răng. Chút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, b là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, quỳnh là trường âm nhấn, nhà nô là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, cá là đoạn âm, linh là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chút thô áp bề ta quỳnh nhà nồ ni rách thằng quá cá liền gá răng. A chi răng quá ta dằn cà dồ bá ta quỳnh á thi xét xá thi chút thô áp bề ta quỳnh nhà nồ ni rách thằng quá cá liền gá răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Nhà con xin kệ. A chi răng quá dạ. A chi răng quá ta dân ca dô bà tha huynh á thi xét xa tì. Chút thô á bê ta huynh nhà nô ni ra thăng quá khá linh gà răng. A trang quá ta dân ca dô bà tha huynh á thi xét xa tì. Chút thô á bê ta huynh nhà nô ni ra thăng quá khá linh gà răng. Dạ con đã đọc bài xong. Có xong. Dạ hôm nay cô Nhung có nói mấy lần mà tại vì con lái xe cho nên hôm nay không có cầm biết được. Dạ con xin có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ. Xà thu. Sigmita mở màn và Huynh Giang Nhật Hà kết thúc ha. Này quý vị tuyệt vời. Chỉ có Sik Hà thôi. Alo, hôm nay tại sao Sik Hà bị phân tâm? Thôi Sĩ Thanh Thủy chưa đọc hả? Chưa đọc thì ngồi đó nghe. Nghe người khác đọc. Đọc thì phải đưa tay. Đọc mà không chịu đưa tay năn nỉ chán quá đi. Khi nào đọc thì phải đưa tay. Chạy hả? Sĩ Thà biết sai chỗ nào không? Chị răng. Chữ răng này là trường âm gì đây? Chữ răng này là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhưng mà Sik Hà đọc chữ răng này là một trường âm gì á, chứ không phải là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc không thường hả? Đọc con biết rồi mà còn phải để cho bà con coi như xác minh nữa chứ. Biết vậy đó mà đọc á, chữ răng là trường âm thông thường. Rồi, bây giờ chúng ta đọc được thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Alo, 123. A chi răng quá tá dăng ca dô. A chi răng quá tá dăng ca dô. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. A chi răng. Đây là một phép đầu ngữ, có nghĩa là không. Chi răng, đây là một tỉnh từ. Do từ chi ra,
Chi ra có nghĩa là lâu dài, bền vững. Mà chi á ở phía trước có nghĩa là không, không bền vững, không lâu dài. Và chữ chi ra này được chia theo đối tác số ít. Đô tỷ giá vì phát sĩ ê cao quá trình á. Cho nên chi ra biến thành chi răng. A chi răng là không bao lâu nữa. Hay là ngắn ngủi. Ngắn ngủi, không bao lâu nữa. Đó là cái từ A chi răng. Rồi quá tá dân. Quá tá dân do cái từ quá tá cộng với A dân. Quá tá đây là một cái từ mà than thở, có nghĩa là quá tá có nghĩa là than ôi, hối ôi, thôi rồi, quá tá ha. Rồi chữ A dân là một đại từ nam tính, do cái chữ ý đăng. Thì ở đây chữ A dân có nghĩa là này, than ôi này. Than ôi này, mà than ôi này cái gì? Cái chữ ca vô, ca vô do cái từ ca giá. Ca giá là một danh từ nam tính, ác răng ta phong linh gá. Và chữ ca giá này được đứng làm chủ từ số ít. Bà thâm ma ngày cao quá chánh lâu vì phá tí. Cho nên ca giá biến thành ca vô. Ca vô là thân. Vậy thì cái câu này, than ôi thân này ngắn ngủi, than ôi thân này ngắn ngủi. Mà ngài hòa thượng dịch là không bao lâu thân này. Văn vẽ thì nghe hay ha, nhưng mà khi mà từng chữ một á thì chúng ta thấy hữu thân hữu khổ, vô thân khổ hà lao. Tức là có cái thân này nó bấp bênh quá, nó ngắn ngủi quá. Mạng sống của chúng ta theo từng hơi thở ha. Rồi câu số 2, Bathawin Athisesati. Bathawin Athisesati. Chữ Bathawin do từ Bathawi. Bathawi là một danh từ nữ tính. Y karanta ithilinga. Mà chữ bát tháo quy này được chia theo đối các số ít đối tỷ gia vì phát tí ở câu quá trình á. Cho nên bát tháo quy biến thành bát tháo quyên. Bát tháo quyên là đất, đất, đất nước gió lửa. Đây là đất ha. Rồi athi xét xả tí. Athi xét xả tí. Athi là một tiếp đầu ngữ, có nghĩa là hướng về hay là trên. Xét sạch tí, đây là một cái động từ, một động từ nằm. Động từ số ít này thì xét sạch tí là sẽ nằm, tức là nói về tương lai. Sẽ nằm, sẽ nằm trên đất. Thì ở đây ngài hòa thượng dịch là có thêm chữ dài nữa, sẽ nằm dài trên đất. Tức là đất sẽ nằm, tức là nằm trên đất. Như vậy là câu 1, câu 2 cho chúng ta ý nghĩa sao. Hai câu này nó bổ sung nhau thì nghe nó có ý nghĩa hơn, xúc tích hơn. A chi rằng quá thái dân ca vô bát tháo quyền a thi xế sạ tí. Không bao lâu nữa, thân này quả nhiên sẽ nằm dài ở trên đất. Mà cái chuyện đó là chuyện chắc chắn rồi ha. Chắc chắn là nói rằng cái thân vô ngã, chứ thật sự là nó nằm một, nó trước khi chết nó sẽ nằm xuống, chứ làm sao mà vô ngã được. Sẽ ngã, ngã nằm trên mặt đất. Không bao lâu nữa, thân này quả nhiên sẽ nằm dài ở trên đất. Đó là một cái định lực, đó là một cái quy luật. Mình không thể mà đứng vững được trên đôi chân của mình mà sẽ nằm xuống. Mà nằm xuống gọi là ngã, chứ làm sao gọi là vô ngã nữa. Rồi bây giờ câu số 3 ha.
chút thô áp bình áp bê ta huynh nhà nô chút thô áp bê ta huynh nhà nô chữ chút thô do cái từ chút tha, nhưng mà chữ chút tha nó được chia theo chủ từ số ít và tham an e cao vách chân áo phát tí, cho nên chữ chút tha biến thành chút thô. Chút thô một cái dạng gọi là quá khứ phân từ, đã bị liền bỏ, đã bị vứt đi, đã bị liền bỏ. Mà cái gì đã bị liền bỏ? Abe ta winyano, abe ta một cái dạng quá khứ phân từ gọi là đã đi khỏi. Do căn ngữ ý, mà cái căn ngữ này do cái động từ gacchati gọi là đi. Vậy thì abeta đã đi khỏi. Cái gì đã đi khỏi? Vinyano. Vinyano do cái từ vinyana. Vinyana là một danh từ trung tính. Akrantanapumsakalinga. Vinyana có nghĩa là tâm thức. Nhưng mà vinyana ở đây được chia làm chủ từ số ít và tham án ekawachana vipati, cho nên vinyana biến thành vinyano. Về tới vinyano là tâm thức đã đi khỏi hay là tâm thức đã xa lìa. Tâm thức đã xa lìa. Vậy thì chút thô áp bê ta quên nhà nô đã bị vứt bỏ, tâm thức đã xa lìa. Rồi câu cuối cùng sẽ là kết quả của câu số 3 ha. Ni ra thằng quá cả linh gã rằng, ni ra thằng quá cả linh gã rằng. Câu này có ba từ ha. Ni rắc thăng là một, quá là hai, và cá liên gá răng là ba. Chữ ni rắc thăng do cái tiếp đầu ngữ ni có nghĩa là không. Rồi ắt thăng, ắt thăng do cái từ ắt thá. Ắt thá nó là một danh từ trung tính. Ác răng ta nắm phùm sắc cờ liên gá. Attha có nghĩa là sự lợi ích hay là mục đích hay là lý tưởng. Attha, nhưng mà nó được chia theo đối các số ít đối tỷ gia vừa phát tiết e các vật chẳng á, cho nên Attha biến thành Attang. Ni rắc thăng có tiếp đầu ngữ ni thì nó có ý nghĩa là không còn sự lợi ích, mà không còn sự lợi ích có nghĩa là vô dụng. Vô dụng. Ni ra thăng là vô dụng, không còn sự lợi ích. Rồi chữ quá. Quá là do cái từ ý quá, nó là một bất biến từ. Ví như, tợ như, dường như. Rồi dường như cái gì? Các linh gác rằng. Cá linh gá răng do cái từ cá linh gá rá, nó là một danh từ trung tính. Ác răng tán áp bùng sát cá linh gá. Cá linh gá rá được chia theo đối các số ít đối thị gia quỷ phát tí e cao quá trình á, cho nên cá linh gá rá biến thành cá linh gá răng. Cá linh gá răng có nghĩa là khúc cây hay là khúc gỗ. Khúc cây hay là khúc gỗ. Như vậy thì ni rắc thăng quá cả linh gá răng, không còn lợi ích ví như khúc gỗ. Không còn lợi ích ví như khúc gỗ. Và câu 3, câu 4, hai câu này bổ sung cho nhau. Chút thô áp bê ta huynh nhà nô ni rắc thăng quá cả linh gá răng. Chút thô áp bê ta huynh nhà nô ni rắc thăng quá cả linh gá răng.
vì liền bỏ đi, tâm thức đã xá lìa, ví như khúc gỗ mục không còn sự lợi ích. Bị liền bỏ đi, tâm thức đã xa lìa, ví như khúc gỗ mục không còn sự lợi ích. Rồi, bây giờ chúng ta nghe lại nguyên bài ha. Câu Phật ngôn 41. Không bao lâu nữa, thân này quả nhiên sẽ nằm dài ở trên đất. Bị liền bỏ đi, tâm thức đã xa lìa, ví như khúc gỗ mục không còn sự lợi ích. Xin lặp lại, không bao lâu nữa, thân này quả nhiên nằm dài ở trên đất. Bị liền bỏ đi, tâm thức đã xa lìa, ví như khúc gỗ mục không còn sự lợi ích. Rồi, Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này. Mai kia thương xót thân này, nằm vùi đất lạnh tháng ngày nắng mưa. Vô tri một đống thịt thừa, gỗ mùn vô dụng, sẽ cưa làm gì? Mai kia thương xót thân này, nằm vùi đất lạnh tháng ngày nắng mưa. Vô tri một đống thịt thừa, gỗ mùn vô dụng, sẽ cưa làm gì? Ngài Hòa Thượng Minh Châu, không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Rồi, như vậy ý nghĩa tự vấn chúng ta cũng đã thông qua ha. Alo, trong cái phần tự vấn, quý vị có thắc mắc gì không? Rồi, sao bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Alo, Sister Man thắc mắc. Thắc mắc thì cứ nói alo, xin mời Sister Man. Alo, 123, 123, Sister Man đâu rồi? Rồi, xin mời Sister Man. Dạ, để con cho con hỏi cái câu chốt á, nếu như mà đi rất thằng vắt có linh rằng còn phân tích theo cái động tính từ hiện tại được không? Nếu mà là con tính nó là không có lợi ích như là một cái khúc gỗ mục á, chứ còn không phải phân tích theo là cái đối cách giống như sự thấy được không? Vậy con hỏi vậy. Tại vì con tính nó là cái chữ nó sẽ bổ nghĩa cho cái chữ cá vô, nên con phân tích theo vậy, mà con không biết con có sai chỗ nào không thôi. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Ai, sa thú, Sister Man. Ni đắc thân quá cả linh gác rằng, chữ quá là một cái vấn đề mà ví dụ, hay là thí dụ. Mà càng thí dụ càng nhiều thì càng nghe nó càng thú vị ha. Thì chữ ni đắc thân, tức là không có sự lợi ích, có nghĩa là vô dụng. Rồi các linh gác răng khúc cây
khúc cây, khúc gỗ. Thì khúc cây, khúc gỗ, ví như khúc cây, khúc gỗ không có sự lợi ích thì con người của mình khi mà cái tâm thức mà rời khỏi thân xác này thì chúng ta sống vì cái gì? Cái danh và cái sắc. Mà khi mà cái sắc này nó hoại thì cái danh là cái gì? Tức là cái thức của chúng ta, con người của chúng ta, lục căn, lục trần, lục thức. Mà khi mà cái thức không còn nữa thì làm sao mà nhận biết? Thì giống như khúc cây gỗ mục vậy thôi. Giống như khúc cây gỗ mục vậy thôi. Ý quá là ví như, tựa như, ý quá là thí dụ á. Mà thí, có chữ thí dụ trong đó thì cảm thấy nó thú vị ha. Nhờ có thí dụ như vậy á, chúng ta mới hiểu được. Chứ còn không có thú vị á, thì làm sao mà chúng ta hiểu được. Có một sự so sánh. Rồi, sự so sánh đó như thế nào? Bây giờ chúng ta nghe duyên sự này. Trong cái duyên sự này có một cái sự so sánh mà chúng ta thấy có một cái sự liên quan ha. Quá là yêu quá, đúng rồi, biết hết rồi, còn đưa lên chi nữa, đưa lên làm rối thêm mà. Câu Phật ngôn 41, khi mà Đức Phật người tại chùa Kỳ Viên thì có một cái vị tỳ kheo tên là Thích Xá. Mà vị này do cái tiền nghiệp cho nên hay gọi là ngài Thích Xá Hôi Thúi hay là Thúi Thay. Tại sao mà có cái tên nghe ghê gớm vậy? Bởi vì trong khi mà chưa xuất gia là một vị công tử ở trong thành Sawatthi. Vị này đến nghe Đức Phật thuyết pháp và hoan hỷ mới xuất gia nhập đạo và tu lên tỳ kheo với cái pháp danh là Thích Xá. Alo, chữ Thích Xá viết làm sao đây, quý vị viết thử coi có đúng không? Để rồi khi mà chúng ta nhắc lại câu Phật ngôn 41 thì chúng ta biết cái tên cái vị đó. Sư Thiền Vũ hay quá ha. Sư Kim Nhung, rồi Sư Sơn Man, rồi Sư Tina, rồi Sư Hồng Mai, ai viết cũng giống nhau hết. Rồi Sư Quang Thánh, nghĩa là giống nhau tức là đúng rồi. Viết mà nó chặt một chút là không giống là coi như là sai. Viết giống nhau như thế này là đúng, chính xác hoàn toàn. Nhớ ha, câu chuyện số 41 tức là nói về vị tỳ kheo tên là Thích Xá. Đại đức Thích Xá trong thời gian mình đi hành đạo thì là một cái vị du sĩ rày đây mai đó. Rồi cái vị này nổi một ghẻ đầy người, người ta gọi là nổi đinh sang. Rồi ban đầu thì các cái mục nó ngứa, nó chỉ bằng hột cải, nhưng mà càng ngày nó càng sưng lên, lớn lên, nó to bằng hạt đậu xanh, rồi hạt đậu đen, rồi nó lớn bằng trái táo, rồi nó to hơn trái táo nữa. Mà có những cái tên ví dụ như Amalak nè, rồi Bê Lú Quá nè, tức là những cái loại mà nó lớn hơn trái táo. Thì khi mà nổi đinh sang khắp mình như vậy thì ghẻ lỡ loét nó hôi hám, do đó mà vị này có tên là Thích Xá Thúi Thay, tức là nước nhờn mũ máu nó tuôn ra làm cho ướt y ướt áo, rồi con người hồi nào cũng nhầy nhụa, đi đâu thì cũng hôi hám. Cho nên có cái đại đức Thích Thúi Thay. Rồi không riêng gì cái bên ngoài bị lỡ rác, bị hôi hám như vậy, mà cái mục cũng cho nên đại đức không còn đi đứng và tự mình làm chủ lấy chính mình,
các y, y bên trong, y bên ngoài của Đại Đức Thích Xá dính đầy mũ máu. Mà nó dính lốm đốm loang lỗ giống như một cổ tàn ong. Rồi các vị tỳ khưu, các vị sa di đệ tử không thể chịu đựng được những cái mùi hôi hám thối tha như vậy, cho nên không dám đi đến gần Đại Đức và bỏ Đại Đức Tích Xá nằm chờ queo một mình. Thì khổ không? Tu mà gặp cái trường hợp này, đệ tử mà cũng xa lắm. Rồi bệnh hoạn nằm rên rỉ một mình. Rồi khi đó thì theo thông lệ Phật sự của Đức Phật, tức là quý vị biết Đức Phật có 5 cái công việc, mà công việc của Đức Phật gọi là Phật sự. Bây giờ nhắc lại 5 Phật sự của Đức Phật ha. Điều thứ nhất, buổi sáng thức dậy là ôm bình bát đi khất thực. Rồi buổi chiều là thuyết pháp đến hội chúng cư sĩ. Buổi tối giáo giới các vị tỳ khưu. Rồi buổi khuya là trả lời các câu hỏi của các vị chư thiền. Và khi hừng sáng thì quán coi chúng sanh nào nên tế độ. Đây là 5 cái công việc mà thường nhật của Đức Phật. Và suốt trong 45 năm Ngài không ngơi nghỉ. Không thể nói là hôm nay trời mưa, hôm nay trời nắng, mà mưa nắng đó làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Thì đây, trong 5 Phật sự đó thì Ngài quán coi chúng sanh nào hữu duyên nên tế độ. Cho nên Ngài bủa cái lưỡi trí quan sát từ ngoài tới ta bà trở vào, rồi tới hương thất, tức là từ trong ra ngoài, từ ngoài ra trong. Rồi Ngài thấy hình ảnh của Đại Đức Thích Xá thúi thay, nó lọt vào cái võng trí của Ngài. Và Đức Bổn Sư nhìn thấy căn lành của Đại Đức Thích Xá này đắc được thánh quả A-la-hán. Và Ngài nói thầm: vị tỳ khưu này bị các bạn đồng tu và các đệ tử bỏ rơi, ngoài Như Lai ra thì không ai là nơi nương tựa của ông ta nữa. Đức Phật ngự ra ngoài hương thất, đi vòng quanh cái tịnh xá giống như đi kinh hành, rồi ngự đến phòng nấu nước, lấy cái bình thật châm đầy nước, bắt lên lò lửa, rồi đứng chờ cho nước nóng. Khi biết được nước đã nóng, Ngài đến đầu giường chỗ tỳ khưu Tích Xá đang nằm. Và chư tăng khi thấy vậy liền tranh nhau: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài giang ra để chúng con khiêng cho. Rồi chư tăng súng nhau nhấc luôn cả chiếc giường cùng người đem vào phòng nấu nước. Đức Phật khiến các vị tỳ khưu lấy chậu chế nước nóng, rồi cởi y ba trái của Đại Đức Tích Xá vò sạch, rồi đem phơi nắng. Kế đó Ngài đến gần Đại Đức Tích Xá, bảo chư tăng lấy nước nóng thấm ướt mình của Đại Đức, rồi tắm rửa kỳ cọ cho sạch sẽ. Khi Đại Đức Tích Xá tắm xong thì y cũng được phơi vừa khô. Đức Bổn Sư dạy chư tăng lấy y vòng đỡ cho Đại Đức Thích Xá, rồi cởi cái nội y đem đi giặt sạch, rồi đem đi phơi nắng. Khi y nội của Đại Đức khô thì mình của Đại Đức cũng vừa ráo nước, được mặc y cái người xong và cảm thấy thân thể coi như nhẹ nhàng. Cho nên Đại Đức Thích Xá định tâm nằm ở trên giường, và Đức Phật đến đầu giường của Đại Đức Thích Xá phán hỏi rằng: này thì khưu Thích Xá, thân của ông đây, một khi mà cái tâm thức lìa bỏ nó rồi thì nó không còn có một cái chỗ sở cậy nương nhờ,
nó sẽ nằm ngay trên mặt đất như là khúc gỗ mục mà thôi. Nói như vậy xong thì Đức Phật Ngài đã đọc lên câu Phật ngôn 41 để đưa lên câu Phật ngôn này đã. A chi rằng quá tại dân ca dù bát tháp quyền a thi sê sa ti chu thù a bề ta quyền nhà nô ni ra thằng quá cả linh gã rằng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vóc bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Khi mà Đức Phật đọc xong câu Phật ngôn này thì Đại Đức Tích Xá chứng đắc thánh quả A-la-hán với tuệ phân tích, và trong số đó các vị tỳ kheo khác ở xung quanh cũng hưởng được hương vị của giáo pháp, nhất là thánh quả Dự Lưu. Đại Đức Tích Xá đắc quả A-la-hán rồi thì nhập vô dư niết bàn. Đức Bổn Sư dạy chư tỳ kheo quả tán rồi lấy xá lợi để vào bảo tháp mà thờ. Chư tăng mới bạch hỏi Đức Phật, bạch Ngài, Đại Đức Thích Xá thú thay này sanh về cảnh giới nào? Này các tỳ kheo, tỳ kheo Thích Xá đã nhập vô dư niết bàn rồi. Bạch Ngài, một vị mà có đầy đủ duyên lành chứng đắc thánh quả A-la-hán như thế mà tại sao thân xác lại lỡ lói hôi thối như vậy? Tại lý do nào mà bị gãy xương? Nhờ đâu mà đắc A-la-hán quả? Này các tỳ kheo, tất cả những sự kiện này đều do tiền nghiệp của ông ta. Bạch Ngài, ông đó đã tạo ra những cái nghiệp gì vậy? Này thưa tỳ kheo, nếu muốn biết thì các ông hãy lắng nghe. Và Đức Phật nói lên tiền tích. Trong thời kỳ của Đức Chánh Biến Tri Kassapa, tỳ kheo này là một người thợ săn. Khi bắt được chim thì y đem dâng cho các vị lãnh chúa, còn dư ra thì đem bán. Mà khi bán không hết thì y sợ làm thịt để dành thì thịt chim không còn tươi, cho nên bẻ loại giò, loại cánh của con chim để chim còn sống mà không thể bay, không thể thoát được. Y để chim nằm chung một đống như vậy. Qua ngày hôm sau, y là đem cái đống chim đó ra bán. Khi nào mà sáng được nhiều chim thì y người nấu nướng chim ấy, tự mình dùng lấy. Một hôm khi mà phần cơm ngon của y vừa chín thì có một vị A-la-hán đang đi trì bình đến đứng trước cửa nhà của y, và thấy vị đại đức đó thì y đã phát tâm tịnh tính và nghĩ rằng mình sát hại chúng sanh ăn thịt cũng quá nhiều rồi. Hôm nay có một vị đại đức đến đứng ngay trước cửa nhà mình, vậy là ta hãy lấy thức ăn ngon lành này để dâng cúng cho Ngài. Sau khi thỉnh bác của vị A-la-hán, y đã đem cơm ngon với những thức ăn thượng vị dâng lên Ngài Thánh Tăng và chéo năm vóc xuống đảnh lễ. Bạch Ngài, xin cho con được chứng ngộ cái quả tối cao của Ngài. Rồi vị Thánh Tăng phúc chúc Y Chị Tăng Ba Thị Tăng Tùm Hình Khiếp Bọc Bè Quá Sám Mê Chà Tú, người ước nguyện như thế nào thì sẽ thành tựu như thế đó. Này các tỳ kheo, do tiền nghiệp ấy mà ngày hôm nay Thích Xá đã trả quả. Mình mấy thúi lỡ xương gãy cũng vì xưa kia đã sát hại và bẻ gãy cánh chim, bẻ gãy chân chim. Còn quả vị A-la-hán là nhờ đệ bác cúng dường cơm ngon, vật thực thượng vị đến một vị lậu tận. Trong câu Phật ngôn này chúng ta thấy là nghiệp ác ngày xưa đã tạo gây bảo Ngài Tích Xá khổ thân này, săn chia bẻ loại chân cùng cánh, gãi ghẻ cào banh mũ lộn mài, thịt thối xương giòn nằm bại liệt,
trò xa bằng lánh sợ truyền lây, định tâm thính pháp rồi viên tịch, sức bát tròn nhân quả cũng đầy. Như vậy thì câu Phật ngôn 41 cho chúng ta một bài học, nói lên cái vấn đề nhân quả, nhân nào thì quả nấy, chứ không thể nào mà nói tự nhiên ở trên trời rớt xuống, hoặc là ở trong tảng đá nứt ra như là Tôn Ngộ Không. Thì cái câu chuyện này chúng ta thấy chúng ta không thể nào là bà con với Tôn Ngộ Không dòng giống đó được. Không phải từ trong cái cục đá mà nó nứt ra, mà chúng ta trong cái cảnh giới thai sinh rõ ràng ha, noãn thai thấp hóa, chứ không có đá sinh, không có đá nha. Vậy thì nhân quả ai đây cho chúng ta thấy một cái sự việc đó ra. Chúng ta phải lãnh cái hậu quả thế này, do cái nhân quá khứ của chúng ta cũng dữ dằn lắm ha, cũng tội lắm, cho nên chúng ta mới sinh ra trong cái hiện kiếp này, để rồi chúng ta phải chịu cái nghiệp chung của cộng nghiệp, của cộng nghiệp. Nhưng mà cái trường hợp biệt nghiệp của vị tỳ khưu Tích Xá này, cô biết là cộng nghiệp, còn vị tỳ khưu Tích Xá này là biệt nghiệp, tức là cái việc làm cá nhân. Còn chúng ta là bị cộng nghiệp, là cái nghiệp chung của nhân loại, của thế giới bây giờ. Tại vì chúng ta lỡ sinh ra trong thời gian này. Nhưng mà không bao lâu nữa, cái thân này, thì bây giờ chúng ta đừng nghĩ không bao lâu nữa, mà chúng ta hãy nghĩ hiện tại chúng ta còn thở, chúng ta cảm thấy an lạc, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chúng ta cảm thấy không có lo sợ. Thì đó là hiện tại lạc trú. Đi thơ thầm má su ca hùi ha ra năng. Chúng ta an lạc trong giây phút nào, thì chính những giây đó là hạnh phúc. Sanh tí phá rằm măng su khăn. Chúng ta coi như trong những giây phút nào chúng ta cảm thấy an lạc, đó là chính những phút giây hạnh phúc. Ngài Tích Xá thân thể xương gãy ha, rồi có như mũ máu mà nó dính trên y áo giống như cái tàn ong vậy, nó là đau khổ về cái thân xác như vậy đó. Đệ tử cũng xa lánh, không ai hầu hạ, thì nội tâm của ngài cũng buồn rầu sầu khổ chứ, cả thân bệnh nè, cả tâm bệnh nè, còn ai đau khổ hơn nữa. Một mình nằm chịu chết thôi, trường hợp đó còn hơn là Covid nữa. Thì bây giờ mình bị bệnh, có người săn sóc, nhưng mà thời kỳ đó hôi quá, thúi quá, đệ tử mà đệ tử ruột mà còn phải bỏ của chạy lấy người. Nhưng mà cái duyên lành trong quá khứ đã phát nguyện trước một vị A-la-hán, khi mà dân vật thực á, nguyện rằng ngài chứng đắc những cái quả vị nào, con sẽ được như vậy do phần phước này. Và vị A La Hán đó đã thấy rằng vị này trong tam tư này, trước khi làm, khi đang làm và sau khi làm cũng hoan hỷ với thiện tâm. Tức là vừa nhìn thấy vật thực có sẵn, chuẩn bị ăn, thấy vị đó là cái tâm phát khởi rồi, phát khởi niềm hoan hỷ, rồi đem vật thực đem xuống dân cúng một cách trọn vẹn, rồi quan hệ với cái phước mà mình làm, với vấn đề thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch. Thì vị A La Hán kia mới thấy rằng do cái tâm tinh tấn như vậy thì cái quả nó sẽ đến. Cho nên ngài mới chú nguyện rằng người phát nguyện thế nào sẽ thành tựu như thế đó. Và thành tựu trong cái lúc mà quý vị thấy rằng cái thân là không cử động được, máu mủ nó tuôn ra, rồi xương gãy, nằm chờ chết mà. Khi mà nằm chờ chết như vậy thì cái phước nó là chỗ, phước chỗ là Đức Phật quán coi
ai có duyên lành để tế độ, tức là cái hồng danh của ngài Purisat Đâm Massa Phật Thí, tế độ những người hữu duyên nên tế độ. À, và thấy cái vị Tỳ Khưu Tích Xá này nó nằm trong cái võng trí, người này có duyên cho nên Đức Phật mới đi xuống nhà bếp ha, đi vòng vòng xuống bếp nấu nước sôi. Rồi các vị Tỳ Khưu thấy Đức Phật như vậy thì mới theo, đi theo và biết rằng Đức Phật sẽ tắm rửa cho vị Tỳ Khưu Tích Xá, khiêng giường ra rồi lau chùi tắm rửa. Khi mà cái thân mà khỏe rồi ấy, không bị ruồi bu này ha, không bị đau nhức nè, rửa ráy sạch sẽ, mặc y mới đó. Rồi con người khỏe khoắn, cái tâm nó an tịnh. Và khi đó Đức Phật chỉ nói câu Phật ngôn 41 thôi. Còn bây giờ chúng ta đau khổ thì câu Phật ngôn 41 này chúng ta hãy lấy đó làm một cái gương để suy nghĩ về ngài Tích Xá. Ngài đau khổ như vậy đó mà ngài cũng vượt qua, vậy thì nhầm nhò gì khi thân bệnh mà tâm không bệnh, hoặc là tâm bệnh mà thân không bệnh. Thì chúng ta sẽ cố gắng để giữ cho cái tâm của chúng ta được an vui, cái điều đó là điều quan trọng đó. Chứ còn bây giờ quý vị thấy rằng sự thật nó sẽ đến với chúng ta, là trước sau chúng ta cũng phải chết, mà chính Đức Phật ngài cũng phải ra đi. Vậy thì cái chết là một cái điều hiển nhiên, hữu sanh hữu diệt. Vậy thì cái thân này sẽ nằm dài trên mặt đất, nhưng mà hành trang tư lương của chúng ta đem theo được cái gì? Cái điều đó là điều quan trọng. Thôi, thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ ha. Xin được kết thúc nơi đây. Câu Phật ngôn 41 là một bài học, là một kim chỉ nam để cho chúng ta biết rằng trước sau cũng chết. Và trước khi chết chúng ta đem theo được cái gì? Đó là thiện nghiệp hay là ác nghiệp? Đó là điều quan trọng. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và thâm thiền, xin oai lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền, được an lành, tịnh lạc. Ê tê nã sa chà quá chê nã so thủy vô hô tụ sập ở đá. Do lời chân thật này, nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Quý sinh hoạt đến đây xin được kết thúc. Hôm nay sĩ Nhật Quỳnh rồi dẫn luôn cả sĩ Hồng Nhật đi rồi, cho nên xin phép quý vị chúng tôi xin được đóng rừng ha. Kính chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lành. Nam mô Bụt Thầy Giá.